Hello, chào tất cả anh em đã đến kênh Nguyễn Như Vũ Audio, kênh anh em chuyên bán mặt hàng âm thanh vải Nhật Mỹ đúc hàng anh em ha. Và tiếp đây sau đây hôm nay giới thiệu anh em về những dòng mixer cũng mới có và em cũng làm lại chi tiết để cho những anh em nào có nhu cầu mua alo luôn ha. Cái này anh em nào mua alo luôn nha, hoặc là vào Zalo em làm việc luôn nha. Thì cái này em làm deep lên đây là đó, bắt đầu là em bán luôn đó nha anh em. Là những mặt hàng hôm nay là những có cái con này em bán luôn đó ha. Và em bán thì bao cho những khách lẻ là bán như là bao chạy luôn anh em ha. Rồi xong. Và em cũng anh em nào có nhu cầu cần thì liên hệ em cái logo này. Ở số điện thoại cho nó có. Và em ra đi vào giới thiệu anh em ha. Có một con mấy con này bọc thì nó trụng nhau rồi nên nó không có thé xé ra để cho nó nhiều thôi. Và em ra đi giới thiệu anh em đầu tiên con Mackie anh em ha. Mackie nè, Onyx nè, 1620. Con này thì em đã nói nhiều rồi, nó mới đẹp. Kenjapan này là video rõ ràng không cho anh em xem luôn. Con này nó gồm có 8 đường mono và 4 đường CT, tức giống như là nó 12 lai mà nhưng mà trong đây nó gọi là 16 lai. Nó gọi này này dòng mixer này nó gọi là 16 lai anh em ha. Tính 16 lai ha. Đó. Và tới con mixer con này, con Onyx luôn, 1120. Nói chung hàng đẹp Ken anh em, nhìn mấy cái folder này là anh em hiểu rồi, nó còn mới thôi. Và như cái lô này về tất cả nếu nó hàng đẹp, mấy dòng mixer này đều mua hàng mạng anh em ha, nên đa số là toàn là đẹp hết. Thì cái dòng này là Onyx 1220, con này là 4 đường mid, là 4 đường mono và 4 đường CT, tôi gọi là 12 lai. Cái này số 12 lai, thì nếu mình tính trên đây là 8, nó tại cộng cho 4 CT nó ra 12, cái này là 12 lai. Hàng trên đó là gọi là 16 lai anh em ha, nói rõ cho anh em biết nha. Còn con đây là con Mackie 1202 VZG. Con này còn cái tem đỏ nằm đây ha anh em. Nói chung hàng này đẹp. Hàng này thì mấy con này anh em chơi gia đình được nè, xài volume dặn. Volume dặn thì nó nước kia nó không rớt vô được. Còn như mấy cái này nước rớt kia vô có thể là hư phá đơn. Đó nó. Và tiếp sau đây tới đây con này anh em ha. Con này là con 1642 VZ3 anh em ha. Con này thì nó tổng cộng nó cũng gọi là 16 lai. 16 lai anh em ha. Con này nó 16 lai nha. Nó cũng 16 lai. Mà con này thì điện 22 anh em nha. Mấy cái gì con này cũng là điện 220, con này cũng điện 220 anh em. Còn con này điện 100V. Con này cũng điện 220 nha. Và tới tiếp thì con 1642 VZ3 cũng điện 220 luôn. Đó anh em nhìn ha, mấy con này là mới cực kỳ mới luôn. Mới xuất sắc nha anh em, hàng đẹp xuất sắc. Và tới cái con là 1202 luôn anh em, VZ3 cũng xài điện 220 luôn. Thì bên em đều có, nhưng mà từ con nhỏ, từ con lớn đến con ghế thì tới con nhỏ ha. Đó thì ba cái mẫu này thông dụng nhất, bán chạy nhất. Nó dòng là dòng VZ3 xài điện 22 anh em nha. Còn con đây là 1202 VZG. Cái này thì giống con bên đó. Rồi xong. Tới đây thì với cái con gốc. Con gốc là D3 số 8 ha. Rồi 8. Đó. 38 anh em, con này gọi là mixer cơ số nè, cơ số ha. Đó, còn con đây là mixer số luôn anh em. Cái con này thì nó được cái màn hình mình kéo lên cái xuống được nha. Kéo lên cái xuống được anh em ha. Thì khi mở lên nó hiện màn hình trên đây rất đẹp anh em mới test rồi. Nó lên nhiều cái hình ảnh trên đây là mình xài chỉnh nè. Chỗ này giống như con chuột nè, nó hiện nó vơ vơ giống con chuột anh em. Con này đọc nha anh em. Con này con gốc D3002 anh em ha. Con gốc D2002. Con này đọc anh em, con này đọc lắm. Mà đẩy đó màn hình xuống ha. Con góc 32 con này con số nha anh em. Và tới con này con Gulang ha. Gulang VF 1680 cũng là dòng 2FS anh em. FF1 FF2 ha. Cũng mixer số luôn anh em ha. Dòng đó thì em cũng bán trước rồi, em cũng bán con này về mới hơn nữa. Chứ em có hai con mà vẫn về mới hơn. Thì hôm nay còn mấy con Yamaha số thì của em thì hôm cũng nói anh em cái đó để em đăng sau. Còn ở đây thì con đó với con này giống nhau thì giới thiệu gần đây đi. Con RFX8 anh em ha. Con này nó tổng cộng nó là 4 đường mic và 4 2 đường CT. Con này tổng cộng gọi là 8 lai. Nó gọi là 8 lai. Con này có EQ và có FS luôn. Có chỉnh có ca con vang lên đây được luôn nha anh em. Ví dụ mình muốn hay là mua thêm vang nữa hỗ trợ thêm thì nó hay hơn. Còn con này là con nhỏ hơn con đó. Con này thì nó 8 lai. Nó 78 nè. Nó thì nó 3 đường mic và 2 đường CT.
Này em ha. Còn mấy con này mới mới à, mới Ken. Onyx 820. À 820 anh em ha. Đúng ra con Onyx này nằm bên đó luôn cho nó hợp nó là chung bộ nữa nè. Và đây thì con 1402 Bigo. 1402 Bigo đây nè. Cái gì mình gọi em được 3 con, 4 con à. Đây, một con em khui rồi ha. Còn con đây là con 1642, con này có cái tem đỏ mới nó mất cái tem đây nè. Thì cái đó mình lao là nó mới lại thôi. 1642. Nói chung gì nó đẹp lên em. Nó chưa vệ sinh thôi. Đó. Thì những cái con mixer này thì anh em nào cũng hiểu ha. Thì cái con này á, con này là xài điện 100V nha anh em, 100V nha. Đây, 100V. Cái dòng này thì nổi tiếng nha anh em, 1402 BZGO ha anh em ha, hàng Mỹ qua nha. Mấy con này là Mỹ ra hết đó, anh em, Mỹ A nha. Đó. Mỹ A nha. Và con 1642 BZGO, con này cũng nổi tiếng anh em. Em về nhiêu bán hết nhiêu nha. Đó. Và trên đây thì một con Yamaha On 01X. Con này là gọi là mít sơ số luôn anh em. Anh em nhìn mới ghê mới không? Mới cực kỳ đẹp luôn. À, con này thì nó 8 lai. 8 lai anh em ha. 8 lai. Và bên đây thì cái con mixer con này con Behringer. Con Behringer anh em ha. Model nó là 3242 nè. Con này thì nó được 16 lai. Gồm có nó có nè. Delay rồi vợt thì anh em chọn số 25 ra. Con này ca vang hay anh em. Cái bo xử lý nó đời cao. Con này đời cao nha. Nó là 24 bit luôn nha. Con này là nó chạy đua. Nó giải tới 48 kg là hệt luôn. Nó chạy 20 bit. Con này thì cao kê thì hỏi cần vang gì hết. Nó có vang sẵn là nó hay luôn nha anh em. Con này hỏi lắp vang nữa, nó hỏi lắp eco. Nói chung là nó hay rồi. Con này cực kỳ đẹp. Con này có hát rất là hay. Con này rất gấu anh em. Con này nó xài bộ nguồn gời nó nha. Bộ nguồn gời nó luôn. Này con này rất đẹp. Con này bên gơ anh em nào mua làm sự kiện một gia đình thì hỏi nói đi. Con này cũng là mixer số anh em ha. Và cũng nói anh em ha. Con này thì xài điện 22 RFP8 là xài điện 22 anh em. Xài điện 22 nha. Còn con này là con Onyx 820 cũng xài điện 22 luôn. Thì con gô lăng này cũng xài điện 220 luôn anh em. Con này chắc cũng xài điện 100 à. Con này điện 100 nè. Con này điện 100 nè. Con này 122 rồi. Con này là một con này là 1202 3 anh em ha. 3 xài điện 22. Con này là 1402 3 xài điện 22 luôn. Này 1642 3 luôn, xài điện 22 hết. Con này là con 16 con này là 1620 anh em ha. Xài điện 22 luôn nha. Còn con này là con 1280 điện 22 luôn. Con này là con 1222 gồ xài điện 100. Rồi. Thì cũng giới thiệu sơ về cho anh em những con mixer hôm nay về ha. Nói chung bên em thì cũng làm mixer cũng lâu rồi. Cũng bán rất là nhiều anh em ha. Thì anh em cũng theo dõi kênh bên em cũng đủ hiểu. Bên em cũng chuyên về bán mixer. Có một số thì để bán cho cửa hàng, có một số thì cũng bán lẻ. Ví dụ anh em nào khách lẻ mua thì gọi anh em thì em sẽ cho giá ha. Nói chung giá tốt anh em. Thì anh em nào có gì thì thấy hợp lý thì mình mua. Thì độ bên em bán thì bao hàng, bao tình trạng trước khi em giao dịch anh em sau thì em bán giá gan gì đó. Và em cũng bán cái hình thức mình đã trao đổi rồi thì em cũng bán cái gan gì luôn. Em giao đúng đồng hoàng anh em cứ yên tâm. Bên em làm việc thì anh em cứ yên tâm cái lời nói của em, cái nào ra cái đó rõ ràng anh em ha. Đó, anh em xem lại nha. Thì hôm nay thì cũng có được mấy mixer này anh em ha. Có nhu cầu cần thì mua bên em những mixer này đi. Nói chung về lô mixer này về rất là mới, rất đẹp anh em. Cỡ này về hàng cũng phải mua khó lắm, cỡ này mua mạng nó khó anh em. Đó, bây giờ mua mạng khó lắm. Đường vận chuyển đồ gì xăng dầu lên cái gì cũng lên nữa. Mà những bán để được cái giá cũ là cũng rất là hay đó anh em. Rồi anh em nào có nhu cầu cần mixer thì liên hệ bên em những con mixer hôm nay em giới thiệu ha. Và em cũng kết thúc video hôm nay anh em. Hẹn anh em những cái video tiếp theo nha anh em. Phải nói mixer thì quá đẹp. Và em xin chào anh em.